Xin hân hoan chào đón các bạn đã đến với hành trình 30 ngày cải thiện giọng nói kỳ xấu. Và thông điệp yêu thương của ngày hôm nay là phép màu cho tất cả mọi người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận bài đọc cùng mình nhé. Phép màu cho tất cả mọi người. Không có trách nhiệm nào khẩn cấp hơn là việc cảm ơn lại. Những lời dạy tâm linh cổ xưa nói rằng những gì chúng ta cho người khác với tất cả trái tim sẽ quay trở lại với chúng ta gấp trăm hàng lần. Cho nên hãy biết ơn và nói cảm ơn với những người khác cho bất cứ thứ gì bạn nhận được từ họ, không chỉ là khẩn cấp mà nó còn mang tính sống còn để cải thiện cuộc sống của bạn. Hãy nghĩ về những người mà bạn gặp gỡ trong một ngày tiêu biểu, những người cung cấp cho bạn những dịch vụ nào đó, như là những người làm việc trong cửa hàng, nhà hàng, tài xế xe bus, nhân viên chăm sóc khách hàng, người dọn vệ sinh hoặc là cộng sự trong công việc của bạn. Những người mà cung cấp dịch vụ là cho đi bản thân họ để phục vụ bạn và bạn đang nhận được dịch vụ của họ. Nếu bạn không nói cảm ơn để đổi lại dịch vụ của họ, thì bạn không hề biết ơn và bạn đang chấp nhận những điều tốt đẹp đến với bạn. Hãy nghĩ về những người công nhân bảo trì, những người làm cho hệ thống giao thông vận hành một cách an toàn, và những người bảo trì các dịch vụ tiện ích như điện, ga, nước và hệ thống đường xá. Hãy nghĩ về những người dọn vệ sinh trên trái đất, những người dọn sạch đường phố, phòng tắm công cộng, xe lửa, xe bus, máy bay, bệnh viện, nhà hàng, siêu thị và các tòa nhà. Bạn không thể trực tiếp nói cảm ơn đến tất cả họ, nhưng bạn có thể rắc lên họ một thứ bụi phép màu bằng cách nói cảm ơn lần sau khi bạn đi ngang qua họ. Khi bạn đang ngồi trong quán cà phê hay nhà hàng, hãy nói cảm ơn đến mỗi người phục vụ bạn. Nếu bạn đang trong quầy tính tiền của cửa hàng hay siêu thị, hãy rắc bụi phép màu và nói cảm ơn đến những người phục vụ bạn hay đóng gói hàng cho bạn. Nếu bạn đang đi trong máy bay, hãy rắc bụi phép màu bằng cách nói cảm ơn đến những người ở quầy check-in, nhân viên an ninh, người kiểm tra vé khi bạn vào khoang và đội ngũ tiếp viên chào đón khi bạn vào máy bay. Trong suốt chuyến bay, hãy nói cảm ơn đến đội ngũ tiếp viên khi họ thực hiện một dịch vụ cho bạn và tất cả những gì bạn bay và đổ tại nơi đến. Hãy nói cảm ơn. Bởi vì sự việc mà bạn có thể bay đúng là một phép màu tuyệt đối. Hãy biết ơn những người giúp đỡ bạn trong công việc, không kể họ là nhân viên văn phòng, tiếp tân, nhân viên canteen, nhân viên vệ sinh, nhân viên chăm sóc khách hàng hay bất kỳ người đồng nghiệp nào của bạn. Tất cả họ đang cung cấp dịch vụ cho bạn và họ xứng đáng với sự biết ơn bất tuyệt đối lại của bạn. Những người giúp việc trong cửa hàng, người hầu bàn làm việc vất vả để phục vụ cho mọi người. Lần tới, khi bạn được phục vụ bởi người khác, hãy nhớ là người đang phục vụ bạn chính là con trai hay con gái yêu quý của bố mẹ họ, một người anh hay chị không thể thay thế đối với em họ, một người cha hay mẹ đối với gia đình và những đứa trẻ, là người vợ hay người chồng được yêu thương chiều chuộng, hoặc là một người bạn và họ xứng đáng với sự tử tế và kiên nhẫn của bạn. Vào những lúc bạn có thể gặp phải một người làm dịch vụ mà họ cư xử thô lỗ với bạn hoặc không chú ý đến bạn như mức mà bạn xứng đáng. Điều có thể là khá thách thức để biết ơn trong những trường hợp như vậy, nhưng sự biết ơn của bạn không thể phụ thuộc vào hành vi của người khác. Hãy chọn để biết ơn bất kể điều gì xảy ra. Hãy chọn phép màu trong cuộc sống của bạn bất kể điều gì đã và đang xảy ra. Điều này có thể giúp bạn nhớ rằng bạn không biết anh ta hay cô ta đang gặp phải khó khăn gì vào thời điểm mà bạn gặp họ. Trở nên tử tế đối với tất cả mọi người bạn gặp là chiến đấu một cuộc chiến khó khăn.
Nếu bạn cảm ơn người nào đó qua điện thoại về sự giúp đỡ của họ, đừng chỉ quẳng lời cảm ơn. Thay vì vậy, hãy nói lý do tại sao bạn cảm ơn, như cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi, cảm ơn vì đã dành cho tôi rất nhiều thời gian của bạn, cảm ơn vì đã giải quyết vấn đề này cho tôi rất biết ơn bạn. Bạn sẽ kinh ngạc với sự phản hồi từ người khác khi bạn làm điều đơn giản này, bởi vì họ sẽ cảm nhận được sự chân thành của bạn. Khi bạn nói cảm ơn trực tiếp đến mọi người, hãy nhìn vào mặt anh ấy hoặc cô ấy. Họ sẽ không cảm nhận được sự biết ơn của bạn hoặc nhận được buổi phép màu của bạn trừ khi bạn nhìn thẳng vào mặt họ. Bạn vừa lãng phí một cơ hội để giúp người nào đó và thay đổi đời bạn nếu bạn nói cảm ơn vào không khí, hoặc nói cảm ơn khi bạn đang nhìn xuống, hoặc cảm ơn khi bạn đang gọi điện thoại, bởi vì bạn không thật sự chân thành khi bạn làm điều đó. Mỗi một hành động luôn có một hành động ngang bằng đổi lại. Nếu bạn thật sự có ý khi bạn nói cảm ơn thì người khác sẽ cảm nhận được nó, và bạn sẽ không chỉ làm cho người khác cảm thấy tốt đẹp mà sự biết ơn của bạn sẽ lấp đầy với bạn một hạnh phúc khó tả. Ngày hôm đó, tôi bước ra khỏi cửa hàng với một hạnh phúc lâng lâng. Tôi không chỉ sử dụng buổi phép màu cho người phục vụ, tôi còn sử dụng buổi phép màu trong tất cả các tình huống. Khi tôi nói tạm biệt với con gái của tôi trước khi cô ấy lái xe về nhà, tôi cảm nhận sự biết ơn cho việc cô ấy lái xe về nhà an toàn. Tôi vẫy những ngón tay của mình lên trời và tưởng tượng rằng đang rắc bụi phép màu lên cô ấy và chiếc xe. Đôi khi tôi rắc bụi phép màu lên chiếc máy tính của tôi trước khi tôi bắt đầu một dự án mới, hoặc là rắc bụi phép màu phía trước mặt tôi khi tôi bước vào một cửa hàng để tôi tìm một thứ tôi đang cần. Con gái tôi sử dụng bụi phép màu khi cô ấy lái xe, và nếu cô thấy một người lái xe khác dường như đang bị stress và đang chạy nhanh, cô ấy rắc bụi phép màu lên họ để giúp họ cảm thấy tốt hơn và giúp họ an toàn. Hôm nay, hãy mang bụi phép màu đi với bạn cho những người làm công việc phục vụ, và tìm tất cả những cơ hội để rắc bụi phép màu lên tất cả mọi người bằng cách nói cảm ơn. Hãy cảm ơn ít nhất 10 người làm những dịch vụ khác nhau mà bạn được hưởng từ ngày hôm nay. Không quan trọng nếu bạn không có cơ hội làm việc đó trực tiếp, bạn có thể âm thầm ghi nhận những người cung cấp dịch vụ cho bạn. Bụi ma thuật sẽ vẫn phủ lên họ. Ví dụ như hãy nói thầm với mình: tôi thật sự biết ơn người dọn vệ sinh đã làm việc từ sáng sớm để bảo đảm là những con đường sạch sẽ ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về tôi biết ơn thế nào cho việc này, một việc được làm đều đặn mỗi ngày. Cảm ơn. Nếu bạn hình dung việc rắc bụi phép màu lên những người khi bạn cảm ơn họ, bạn sẽ có một bức tranh về những sự thật đang xảy ra vô hình với sức mạnh của lòng biết ơn. Với bức tranh đó trong đầu, nó sẽ giúp bạn tin tưởng và biết rằng bụi phép màu của lòng biết ơn thực sự đến với mọi người, và vì vậy nó luôn sẵn có để giúp họ cải thiện cuộc sống. Và bất cứ lúc nào bạn rắc bụi phép màu lên một người khác, nó cũng quay trở lại với cuộc sống của bạn. Bạn thân mến, đã bao giờ bạn gửi lời biết ơn đến những con người đang hiện diện xung quanh cuộc sống của bạn hay chưa? Hôm nay, chúng ta cùng làm điều đó và cảm nhận điều kỳ diệu đang xảy ra với cuộc sống của bạn. Hãy chia sẻ cảm nhận để yêu thương được lan tỏa bạn nhé! Và thông điệp của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở thông điệp của ngày tiếp theo nhé!